Từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an thực hiện tháng cao điểm về kiểm tra đôn đốc các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có việc xử lý vi phạm nồng độ cồn. Sự tích cực tuyên truyền của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã góp phần giúp người dân từng bước điều chỉnh, thay đổi hành vi, tạo nên thói quen lái xe an toàn, đã uống rượu bia thì không lái xe. Trưa ngày 21 tháng 2, ghi nhận tại hầu hết các cửa hàng ăn uống trên địa bàn thành phố Hưng Yên khá vắng khách. Khách chủ yếu là dùng cơm bữa chứ không phải đến để ăn nhậu hay tham gia hội họp tiệc tùng. Hiện nay, người dân và lái xe đều nhận thức được việc xử phạt nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nên thói quen sử dụng rượu bia trong các bữa ăn đã giảm đáng kể. Chúng tôi cũng bảo nhau là hạn chế về vấn đề rượu bia, và khi mà đã uống mà đã tới tầm hoặc là say rồi thì cũng là bắt gọi taxi đi về. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho bản thân, thứ hai là cho người khác, cho những người đi đường tham gia giao thông. Một số chủ nhà hàng cho biết thực hiện quy định về hạn chế sử dụng rượu bia, các nhà hàng nâng cao chất lượng phục vụ đồ ăn, tư vấn khách hàng sử dụng đồ uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Phía nhà hàng cũng phải khắc phục thôi, cũng phải làm sao mà nếu mà khách nào uống say thì mình có thể là gọi taxi cho họ về để cho đảm bảo an toàn. Thứ nhất đảm bảo an toàn về giao thông, thứ hai là đảm bảo là không bị phạt. Hầu như là khách đến ăn bây giờ họ ý thức rất là cao, đó. Họ không giao lưu rượu bia như trước kia. Và trong nhóm đi ăn thì nếu có một chút, giao lưu một chút thì sẽ có một người không dùng rượu bia. Hoặc là khách họ sẽ gọi taxi bên ngoài để giữ an toàn cho bản thân. Thực hiện tháng cao điểm về tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, thời gian qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch, trong đó tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và không có vùng cấm. Trong 2 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 830 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền trên 4 tỷ đồng. Tại thành phố Hưng Yên, công an thành phố đã thường xuyên thành lập các tổ kiểm tra nồng độ cồn gần một số quán karaoke, quán ăn hoặc một số tuyến đường trọng yếu. Trong tháng cao điểm này thì tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an thành phố Hưng Yên đã tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn, và đối với trường hợp này thì tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện và để xử lý. Và trong quá trình thì tuần tra kiểm soát thì trong đó có một số cái trường hợp thì người ta không chấp hành về việc kiểm tra nồng độ cồn. Đấy, thì tổ công tác đã ghi nhận một hình ảnh, lập biên bản. Và thời gian gần đây thì người vi phạm đã giảm dần so với gian trước đây. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông do sử dụng đồ uống có cồn khá cao, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và an toàn xã hội. Do vậy, mỗi cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu bia khi lái xe sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân và cho cả những người cùng tham gia giao thông.